Dạ đồ hiệp sĩ em với thằng Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày gần đây anh em hiệp sĩ Dương phải đã ghi nhận rất nhiều. Đặc biệt là các anh các chị về đây nhờ anh em hiệp sĩ Dương ghi nhận đăng tin để tìm vợ và tìm chồng. Cũng song song đó thì rất nhiều trường hợp về đây nhờ anh em hiệp sĩ Dương ghi hình đăng tin để tìm con. Trong thời gian gần đây rất nhiều bé gái bỏ nhà đi theo tình yêu mới, gọi là những cái cuộc tình, gọi là tình yêu, gọi là những tình yêu gọi là nhỏ bé. Đến giờ phút này rất nhiều các bé bị chính người yêu của mình bán dụ vào các quán cà phê mát xa. Mới đây anh em xin nhưng đã từng ghi hình và đã từng tóm rất nhiều thanh niên, đặc biệt là mới mấy ngày nay khoảng 5 trường hợp liên tiếp hiện nay đang có nguy cơ ăn cơm trại ngủ của người khác. Nhưng mà hôm nay một cái câu chuyện là cuối tuần, một câu chuyện chủ nhật, một câu chuyện là chị gái này về đây chia sẻ câu chuyện là vô cùng rất thương yêu chồng nhưng không biết tại sao chồng âm thầm bỏ nhà đi một cách biệt tâm. Chồng chị thì phải nói rất trẻ, có thể là mình chưa nhìn mà chưa hỏi rõ, nhưng mà có thể là nhìn hình này có thể là chắc chắn là ông chồng nhỏ hơn chị gái thì rất nhiều tuổi. Nói chung tình yêu thì không phân biệt tuổi tác của chú chị, nhưng mà mỗi một cái nó có một cái mặt khác nhau. Hy vọng là cô chú anh chị xem hết video này. Dạ xin chào chị gái nhé. Chị có thể chị giới thiệu cho em cũng như cho các cô chú chị biết được là chị họ tên đầy đủ là gì? Em là Hồ Nguyễn tên Tư, Nguyễn gì ạ? Nguyễn Thị Tư. Nguyễn Thị Tư hả? Dạ. Chị Tư năm nay là nhiêu tuổi rồi? 48 tuổi. 48 tuổi hả? Chị Nguyên quán ở đâu? Ở Bạc Liêu. Bạc Liêu hả? Rồi chị cho biết là hôm nay chị từ Bạc Liêu về Bình Dương nhờ anh em ở Bình Dương ghi đăng tin tìm ai vậy? Tìm chồng. Tìm chồng hả? Dạ. Chị cho biết là chồng chị họ tên là gì? Nguyễn Văn Sinh. Nguyễn Văn Sinh hả? Nguyễn Văn Sinh. Nguyễn Văn Sinh sinh nhật á. Nguyễn Văn Sinh đúng không? Chữ V đúng không? Chữ Sinh đúng không? Sinh chữ nhật chị đúng không? Ờ, chị. Nguyễn Văn Sinh sinh năm mấy? 93, 1993. 93, 31. 32 tuổi. 93, 31 chị. 32. 93, 31. Rồi cứ cho chấp chị một tuổi là 32. Rồi 32. 93 năm nay 24. 31 nhưng mà chị nói 32 thì thôi cho nhà chị 32. Cho thêm một tí nữa nha. Ok chị. Sao mình lấy chồng trẻ chứ vậy? Đây duyên nợ không biết ra sao nó. Duyên số là vồ lẫn nhau hả? Dạ. Yeah. Mình trước mình quen chồng ở đâu vậy? Hồi xưa là bà chồng đi xuống dưới cặp nhà, sang đất cặp nhà. Rồi ảnh bệnh đó, rồi mình đi cứu ảnh, kiếm thuốc nam này kia nọ, rồi chữa bệnh cho ảnh. Rồi ảnh hết bệnh rồi hai người không biết nãy sinh tình cảm hồi nào mình không hay. Rồi hai đứa mới nắm tay dắt đi lên Bình Dương làm. Là từ cái ngày đó tới bây giờ là 10 năm rồi, hai chồng chung sống 10 năm mà vẫn thương yêu nhau bình thường chứ không có gì hết trơn. 48 38 10 năm trước là bây giờ anh trai kia là 95 93, 31, 10 năm trước là 21 tuổi. Dạ. Yeah. 21 tuổi, 38 tuổi. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Sao cái tình yêu nó là mạnh mẽ vậy chị? Một tình yêu mạnh mẽ nhỉ. Lúc bây giờ là mình ai là người nói chuyện thương ai trên thương ai trước? Anh nói thương này trước. Lúc anh nói là, đầu tiên là hai người giúp nhau ấy, là chị đi kiếm thuốc nam, chị giúp cho ông xã chị bây giờ. Lúc mà anh đi mằng ở Bình Dương, anh về anh xỉu, tới Long An nó không xỉu. Cái rồi cái đằng này với bà má của anh đi lên rước về. Ông nằm trong cứu, rước về là lo từ ngày đó cho tới hết bệnh. Còn là lúc cái thoi thóp này à? Không xỉu đó rồi. Chị mát tay đấy. Đem về kiếm thuốc nam, đi thầy, đi bệnh viện, đi đâu cũng mình đi với ảnh hết. Ảnh đi với mình mới yên tâm, còn đi với mẹ không có yên tâm. Đó, rồi đi đâu cũng đi với ảnh hết. Rồi từ từ cái ảnh nói không có gì để đền ơn. Lúc đó mình cũng thôi ông chồng trước mình coi. Rồi cái ảnh không có gì đền ơn, thấy đằng này cũng khổ. Rồi cái hai đứa mới thương nhau rồi dắt đi. Trước nay mình có chồng hả? Có chồng, chị được mấy con, người con? Ba đứa con. Con chị nhiêu tuổi rồi? Thằng lớn đó. Bao nhiêu? Thằng lớn nó mới có hai mấy tuổi rồi mà mất rồi. Còn hai đứa gái. Con gái chị có chồng chưa? Có chồng hết trơn. Trước khi chị quen anh ấy là ba người con chị có đồng ý không? Nói chung ra mình thôi cha nó ra rồi là mình ở vậy đó, rồi mình anh này nói thương rồi mình đi với anh này luôn. Ui giời, thế là con chị đâu?
là nói chung ra con thì sau này nó chấp nhận Thế đó, là nãy đầu tiên chị đi theo anh là tự nguyện đi theo anh à? Con chị có đồng ý không? không Ôi, sao không đồng ý? nói sau này nó mới đồng ý là rồi sau này nói chung ra anh này ảnh hiền, ảnh về dễ thương lắm, ảnh biết tình người Ngây lắm, thơ mà, nhỏ xíu à, mới lớn nè, ngây thơ mà, 20, 21 à. biết lo lắng lắm. Hồi không mà lúc mà mới đi nha thì ảnh không không có nghĩ ra, ảnh còn như còn nít lắm. Đúng rồi. Rồi sau này nè từ 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 hai mấy ba từ 27 28 tuổi lên là ông biết tình người, biết đối xử Là rồi mới này đây kia hả? nọ, Chắc chị tập cho biết anh đúng thương người lắm, không? mình cũng khuyên là cái này kia nọ vậy đó, rồi biết sống với xóm ghiền này kia nọ vậy đó chứ. Em Hồi hỏi thật này. Chị dắt người đàn ông trẻ này, mình đi mình vui hay mình buồn hay mình ngại? nói lúc trước á, thì đi với ảnh là mình cũng nói mình lớn tuổi rồi, anh nhỏ tuổi anh đi nữa đường anh bỏ em sao, ông nói không có đâu, anh thương là thương hết đời anh chứ anh không có bỏ đâu, thương giờ nào mà chết thì thôi. Hai đứa cũng hứa hẹn với nhau Tình yêu này rồi, nó lúc đó ông cũng thề, ông nói là ông mà có phản bội tôi ừ, á thôi được rồi, được rồi, được rồi. tùm lum hết trơn á, vợ chồng nói chung ra là trải qua nhiều lắm, mua Thăng nhiều trầm thử thách. Thế thậm chí mà đi mà nhịn đói nhịn khát cũng gạo ăn không có xe đi luôn á, mà mằng bây giờ có được ít đỉnh rồi, giờ có bị bạn bè nó xúi giục như vậy á, tuổi trẻ bồng bột quá rồi á chị. là ổng hết tiền hết bạc rồi về thì thôi đi, vợ con đâu nói gì đâu, rồi cái đi bỏ luôn, không nói năng gì, không điện đài gì tới hết trơn, Bỏ đi rồi đâu? không biết luôn. Chị cho hỏi này. Khi mà hai người đồng ý đến với nhau là con chị ở đâu? Ở chung nhà luôn. Ôi giời. Mà là ba đứa gái, à ba, hai trai một gái hả? Một trai hai Hai gái. trai một gái, ở chung với chị luôn. Nói chung ra nhỏ nhỏ thứ ba thì gả bên Trung Quốc, Ui giời. còn nhỏ Út thì Lâu chưa? gả ở đó, Đã gả đúng lâu lâu rồi, chưa? mười mấy năm rồi. Rồi Ồ. là nói chung ra hai người cũng lo lắng cho ông này, cũng nhà ai cũng biết hết. Nhưng mà chị cho hỏi này. Ba mẹ của người đàn ông là người chồng chị này đầu tiên phát hiện được là người ta có bản vợ Không, ba biết mà, biết ban có đầu đồng ba ý không? biết mà, ba biết là ba giao cho tôi đi trị bệnh cho ông này mà. Không, giao cho chị bệnh thôi, là giúp thôi chứ không phải giao để. Biết, biết thương luôn, biết hai đứa ở nhau luôn. Ôi giời, ôi. Biết. Nhưng mà người ta có đồng ý không? Đằng đầu ba Nhà đồng nhà ý. nhà cái cô này là có mấy người con? Bả hai người con. Ồ, nhưng mà Hai mình hai thằng ta trai. 10 năm trước sao mình cũng sinh cho người ta một đứa con. Dính bầu hai lần rồi hư hết. Ui giời, lạ đấy. Bầu hai lần không được luôn hả? Dính hai lần. Sao không được? Nó tự nó hư Chắc lớn tuổi quá không, đúng không? Chắc mới à? tại vì Lâu chưa? Lâu chưa? như lâu rồi Nhưng bây giờ mình có mong muốn phải hả? sanh đó, là em bé giờ cũng xa 6 7 tuổi rồi, Chị có mong là có mong cũng là có người được người con cho ông chồng không? có rất mong luôn á, rất rất đêm Chị nào cho em cũng hỏi giá. hiền hiền là chị đang làm công việc gì? Nói chung ra là lúc đó ông chồng đi làm á thì nấu cơm cho lính của chồng ăn Nhiều lính không? được mười mấy người, rồi sau này rồi ông thấy cực quá ông cho nấu nữa, Vậy là chồng chị làm chủ luôn hả? ông làm trưởng ca, Trưởng ca. cũng Ca như là ca gì? ông đi nấu sắt á, đi nấu Lương cao sắt đấy. rồi tháng cũng hai chục hai mấy U triệu. vậy ngon đó. Thế còn chị làm gì? Ông chồng thì không cho đi làm chưa, hỏi Sướng xin đi vậy. làm thì không cho đi Sướng làm, vợ vậy hả? ông nói thôi nhà lo cơm nước cho ổng Cái đi. bàn tay này sướng lắm nè. Bàn tay này sướng lắm. Nhìn là biết rồi. Chị khuôn mặt là phúc hậu. Nhìn người này là cũng sướng đây. Tuổi này là sướng nè. Hồi ông đi giờ á là đi tìm đi kiếm ổng quá trời luôn, Ôi chết chết thôi chết, chết. Giờ mới thấy chết, chết. Con ta bị sao ấy? nó đi đốn củi á, rồi Ui đó còn giời, gái ôi, đốt củi đâu đây? đi đốn củi, rồi lúc ở chung với cha mẹ đốn củi rồi Ôi, nó đứt rồi đi tội thám đấy. thuốc. Mất ngon luôn hả? Tội chứ vậy. Là bây giờ là chồng đi đâu? Không biết, phải mình biết đó, thì mình tìm rồi, giờ tìm quá trời tìm không gặp, bây giờ lên Chồng đây chồng mới chị đi nhận. lâu chưa? Đi bữa mùng 4 tháng 7 đó. Mùng 4 tháng 7 luôn hả? Bữa nay nó mười mấy ngày. Trời ơi. Mùng 4 tháng 7 là tháng 7 là tính tháng 7 âm lịch hả? Đúng rồi, nó tháng Tháng ấy. cô hồn hả? Trời ơi.
xong đi tháng trước mà đi tháng này. Ai biết đâu. Ui, giời, có khi nào mình có nghĩ là có khi nào trùng hợp không? Trùng hợp là sao? Trùng hợp là tháng cô hồn á. Thì không biết có bị xui bị gì không mà mình cũng đi tìm Khổ kiếm nha. tùm lum hết trơn Chị mà tìm đến không đâu rồi? đi về quê chồng rồi đi Bình Dương Bến Cát đi chỗ nào cũng đi cho ai chỉ đi đâu đi đó Nhưng mà chị thông báo cho gia đình bên chồng biết chưa? rồi Nghe khó giờ mặt chồng rồi. Chị có khi nào là giờ năm nay mới 30. bây giờ là Mà chồng chị có chơi bài gì không? hồi đó giờ không có chơi bời hết trơn á chỉ là đi mằng về là ở nhà với vợ thôi Có đem tiền cho vợ không? đưa tiền cho Lộ vợ mạng luôn, lộ hết làm bây giờ lộ hết luôn. là đợt rồi là Sướng đi hả? đi là lên xuống dưới đó là xuống Long An đó mới xuống đó là mới có 2 tháng mấy mới 2 tháng mấy 3 tháng là không đi luôn Ồ. là xuống đó là cái thằng đó nó dắt vào vô đó gọi là chơi là sạch luôn Chơi gì? chơi đủ thứ đá gà trên mạng Ôi rồi lắc bầu giời. cua rồi đề rồi quýnh bài Ôi giời ơi. rồi ôi tứ đối tượng Mấy chị luôn không kèm cặp à? nói chung ra mình không có biết Mới biết hả? mà biết là đi luôn Mất hết chưa? thì ghin chơi sạch sẽ hết trơn Có đó những cái gì? nói chung ra là hết 100 triệu với cầm một chiếc xe Lại cầm mẹ nữa. đẹp rồi với lấy em một chỉ vàng đó rồi em nói thôi của cải đi bỏ đi anh ơi thôi bỏ đi đừng chơi nữa rồi vợ chồng mình làm lại từ đầu rồi cái về hai chồng cự cãi qua lại cống xách xe đi ông Mà chạy sao chị đi cứ cãi ông chị vậy? Chị phải chiều ông ấy, vì ông ấy trẻ, mình phải chiều, cứ cưng ông ấy. Chị có chiều chồng không? nói chung ra tôi chiều chồng tôi dữ lắm chứ tôi Có ai gì ngon muốn mà chị làm có gì cho làm chồng ăn không? Hay là mình ăn trước? nói chung ra cái gì cũng nhường cho chồng ăn là chứ mình không có muốn ăn chồng nhường cho chồng ăn hết Mình cũng phải ăn, thế nhưng mà mình nhường cho chồng mới ngon. Để chồng có sức, chồng mới kiếm tiền nuôi vợ nuôi đúng con. rồi ăn cái gì cũng nhường cho chồng hết đó chứ Ôi. mình chẳng thà mình nhịn ăn cho chồng mình Ôi ăn trời, ông chồng đẹp thậm trai chí thế. mà tiền á về nghe là mình còn không dám xài không dám xài luôn á Để dành đúng không? rồi á, chồng muốn mua mua đi mua cái gì về cho vợ ăn thì vợ ăn còn không mua thì thôi chứ chồng vợ không có đòi hỏi Chồng chị có tâm lý không? Nói chuyện ngọt ông nói cũng ngọt lắm không? Ngọt thì vui ông thấy rồi. mình khóc là ông lại ông la nước mắt à ông ngồi ôm sau Sao lưng mà mẹ sao mày mình chồng trẻ mày mà mình khóc? tại vì cũng như mình buồn thấy chồng mình chơi bời nói Mình không được chơi thì á mình bảo anh ơi em thương anh lắm em nhìn đừng chơi nữa anh ơi em yêu anh. Tối là mình có ngủ chung không hay là ngủ riêng? không vợ chồng ngủ chung mà cự lộn cũng ngủ chung mà chứ không có ngủ Ồ, riêng vậy là vui này, bà là tỉnh này, khôn này, bà là tỉnh đấy. vợ chồng nào giờ cứ quýnh lộn cỡ nào đi nữa là ông nằm đó là tôi bò là tôi không Được, ở bà này được, bón hôn luôn thấy à? thương thấy thương lắm thấy tội nghiệp Bà lắm này khôn này, đấy, rồi hung phụ mà nữ các ông chị nha. Các chị phụ nữ phải lên học mà chị gái này. Hai chồng giật nhau quấn nhau nhưng mà nửa đêm mà phải đè ngửa ông già hôn ông ấy, ôm hôn ông ấy. Là mai ông tỉnh luôn người ông nhũn được rồi. Là mai mình lại tán không được, đúng chưa? Thế là chị có tán không bao giờ không? không Chồng chị có tán chị bao giờ không? nói chung ra thì Mấy ông gái bao giờ? đánh thì có đánh Lâu mà chưa? đánh cũng hồi lúc mới đi mới ban đầu đi á Lâu chưa? hồi đâu 8 năm 9 năm về trước Ui, á giải đau không? không chồng mình đánh mà Hù trên hù đúng không? giờ Khèo khèo đúng không? Kiểu đánh bọ ghét đúng không? Ôi giời này yêu đấy. Thằng này khôn này, tỉnh táo này. Đúng là phụ nữ là cao thủ đấy. bây Ông đánh giờ tôi ông cái rồi, tôi lút lưỡi thôi. Không buồn nữa nha. Anh em tìm nhau nha. Bây giờ thực sự là chị còn 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 lòng tin mà còn thương chồng không? nè đêm nào cũng lại giờ 2 giờ Lại đi cũng không sao? Chị nổi lại bằng cách nào? ra quỳ ra ngoài trời đốt nhang cầu trời gắn phạt cho chồng mình quỳ về Chị có lại ba hồn chín vía ba hồn bảy vía không? cầu mong sao cho chồng mình về Đêm nào thôi cũng lại lại 100 mấy 100 mấy trăm mấy gì? 100 mấy chục lại Trăm mấy chục lại. sẽ dắt 6 giờ chiều lại rồi dắt 5 giờ sáng ra lại giấy Ôi cho chồng mình nó được bình an quay trở về để gặp vợ khổ vậy. vợ nói chung là tiền bạc á tôi không có cần mà chỉ cần chồng thôi Vâng vậy. Nếu chồng chị đi luôn theo mấy người phụ nữ khác, chị có buồn không? chắc tôi không có trên thế gian này nữa Không có luôn à? Mình đang xuất luôn à?
Đừng chị ơi, mình còn ba người con mà. Còn mấy người con mà. Nói chung ra tôi ở trong này là chỉ nương tựa trong này thôi, Đúng. chứ còn không, ngoài ra là tôi không còn ai hết. Chỉ còn ba mẹ anh em không? Ba mẹ anh em tôi không có thương tôi. Sao vậy? Gia đình mà sao không thương? Con chị có thương chị không? Nói chung ra nhỏ đứa còn hai đứa trên ở bà, một đứa bên kia đứa bên đây điện nó cũng chửi hoài, Sao chửi? nó mắng nó nhiếc hoài, mình cũng Tại thôi sao? kệ. Sao vậy chị? Thôi. Trời ơi, tội đấy. Nhìn người phụ nữ mà buồn cho ấy khổ ấy hả? Được chồng trẻ thì là mất cái khác. Khổ nhỉ. Bởi vậy em nói anh ơi, em giờ em sống đây có chỉ anh thôi, anh đừng có bỏ em dọc đường dọc xá, em biết đường đi nước bước gì hết. Ông nói à, mày khùng quá à, tự nhiên tao bỏ mày, ai nhẹ ra xuống đây gặp bạn bè đưa cái là đi luôn. Mọi người ở đây ở Long An mới nó có biết là chị là vợ không? Biết hết trơn, ai cũng biết, Mọi người đi chỗ nào ai cũng biết là tôi là vợ ông sinh hết đó. giời ơi, chồng trẻ quá Ông khổ cái này quá. á, là cái tấm hình lúc ban đầu hai chồng mới đi á, đi đầu tiên luôn á, Là bao nhiêu tháng rồi? cái này 9 năm rồi, cái hình này là 9 năm rồi. Ồ, thằng nào em nhìn thấy trẻ Ừ, chín lắm. năm đây nè, hình trong này, Trẻ lắm đâu, thì nhau xem nào. Để trẻ quá. hình trong này còn Ui, hình hình mới bây giờ cũng ui già giời, cũng tương đương với em ui. thôi. Gia Lai, Bạc Liêu hả? Chị là Bạc Liêu hả? Ở dưới Chị sinh gai năm 77. 77, 93. Giời, khổ quá. Ngồi, có khi nào ông xã chị nhắn tin hò hẹn mấy người khác không? không, ổng vụ gái cứu không có Thế ông đi đâu? nào, Ui giời, ôm nhau tình cảm ấy. ổng thương mình lắm nè, Ui giời ơi, đẹp trời đấy. ổng đi mà ổng có 500.000 trong người, ổng còn gửi lại cho em đó mà. Bên Ổng bên 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 ngoài ông có đẹp này không? đẹp trai Ui giời, đẹp trai mất rồi. Xấu xấu là chồng mình, đẹp trai là chồng người không, ta. ổng hồi nào giờ không, ổng ở với mình 10 năm rồi mình không, ổng không có bậy bạ gì Đúng chị, vậy mà đấy, ngày ổng xưa chung chị thủy ơi. lắm, mà có một cái là bài bạc là ta đưa vô là dính thôi, chứ không hồi đó giờ đi làm ban đêm á, không là về là ngủ tới sáng rồi là đi chợ mua đồ cho vợ Có con khi ăn nào rồi thôi. cái duyên mình nó đến đây là hết không? Không, em đi coi thầy rồi, Coi thầy à? Thầy ở đâu? đi coi thầy được rồi hết rồi, ta nói không cái này không hết duyên đâu. Chưa hết duyên đúng không? Đúng rồi, Em nói tại hôm vì ổng nợ nần đồ ổng trốn hôm rồi. hôm 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 nay em lại xe duyên cho chị nhé. Giời ơi, khổ quá, chồng đẹp này tội đấy. Này bỏ này không rồi. Người đẹp lắm cô chú chị, trẻ lắm. Nói chung ra em với ổng không bao giờ mà rời xa được Nhưng ba mà ngày. chồng chị ở nhà có nhắn tin, có bấm điện thoại không? Ổng chơi game không à? Nghiện game. Ừ. Chồng chị có thích em, thích 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 gái trẻ không? Không. Nói Em chung ra để em nói cho nghe, hồi đó ổng chưa gặp á thì ổng gái gú lắm, mà gặp tôi tới giờ là không bao giờ trời, có. các chị bắt kiệt sức rồi còn đâu mà tí xí quách nữa Mà nói chung ra cái đó thì mình không quan trọng, sao này không mà quan trọng, vợ chồng thì quan mình trọng nhất. quan trọng cái là cái tình nghĩa vợ chồng đối với nhau thôi. Nhưng mà ông xã chị có khi nào là chia sẻ với chị là phải sinh con không, mong nói muốn có con không? nói chung ra là anh ổng á, thằng anh thứ hai ổng á cấm ổng không cho ở với tôi là để có con, nếu có con Tại sao, ai biết đâu, nó ai sợ cấm, thằng anh ổng á anh sợ trai ai cấm sợ chắc cóp tài sản á, là đi giành của gì á, dành nó của ai? của bà già chồng á, Dành làm sao được mà dành? rồi á giờ á nó cấm, nó không cho tôi về dưới, nó cấm tôi không cho tôi về quê nhà nó. Hồi lúc trước Mà thì mình cưới 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 xin chưa? không có cưới, đã nói hai người nắm tay dắt đi mà, Ôi nó là nãy đầu tiên đó. sao nắm tay thì đồng ý là nắm tay rồi, xong cưới một cái cho hoành tráng. Nói chung ra lúc đó khổ lấy gì vừa cưới. Mình đăng ký kết hôn chưa? Ôi giời ơi, thế này là tình yêu chúng ta là không có gì ràng buộc, hay là chúng ta lại chia nhau tay nhau từ đây rồi chị ơi? Chứ bây giờ lại không cưới, không đăng ký mà bây giờ ông trốn luôn, thì khi nào ông gặp người phụ nữ khác đẹp hơn, trẻ hơn?
ưu tiên. Không, nó không có vụ đó đâu, mà tôi ở Sao với chị ông chắc 10 chắn? năm tôi biết. Trước đây là Bây có, bây giờ giờ là có nè. nói chung ra giờ ông có một chục con đi nữa tôi cũng lo về, tôi cũng bắt chồng tôi trở về với tôi, chứ tôi không có cho như vậy. Sao ấy? Tôi nói bây giờ yêu cầu ông ra ông gặp mặt tôi đi. Thì gặp mặt rồi đó. Cho tôi gặp mặt đi. Rồi gặp mặt thì chị sẽ làm cái gì? Ê, nói thiệt với anh nghe, chồng tôi ra gặp mặt với tôi là đi trở về ở với tôi. Ủa? Chị có thú gì hay vậy? Chứ có bài gì hay Không, vậy? hồi xưa bà chồng á bắt xa, hai chồng xa nhau, thế là cái ổng kêu bắt bỏ sim, ổng nghe lời bà già lắm, rồi á là bà mua sim khác cho ổng, thì ổng mới điện em ơi mua thuốc cho anh mệt quá anh chóng mặt, mình mua thuốc cho ổng rồi xong hết trơn cái mình đưa cho ổng, mình điện mình hỏi thăm coi ổng uống thuốc không khỏe chưa, mà sao điện thấy bao cái không cho đi đâu hết, bắt nhốt nhà, À đúng. bà chồng nó bắt đi đâu hết, Sao nữa? cái bà nhốt trong nhà rồi cái tôi nói trời tôi buồn ghê lắm, về buồn nghe là bà nhốt luôn 7 8 ngày luôn, Ui à. mình không gặp ổng mình khó chịu lắm. Cái bữa đó mình tính đi chơi cho phay phả rồi mình quên ông này, với cái nào mình với ông này cũng lo cho ổng là 2 năm rồi tới quen nhau ở nhau thì mới có chừng tháng 2 tháng thôi, như người phụ nữ với người đàn ông thì gần gũi nhau quan hệ nhau thì nó phải thương nhau rồi, cái mình nói mình muốn điên luôn á. Thì lúc đó tôi ăn nhậu dữ lắm, Ôi trời. cái tôi mới đi tính đi rủ bạn bè đi nhậu, mà tôi chơi chơi bạn gái, mà lúc tôi thôi ông chồng trước tôi là tôi chơi bạn gái mà ông tôi đưa nhòi nhậu mà nó có ông nào vô một lát là tôi cho ăn chén á, Ấy. tôi không thích là như mình chán Chán đời mình hả? chán không có thích mình ông, cái mình mới đi ra đi xuống rồi mình đón xe nữa mình đi, sao thấy ổng mới chừa xe ổng chạy sớt ngang, tôi không đi tôi quỷ cái đó tôi không đi, tôi đi theo bắt xe tôi đuổi theo Dí vô tới trong đó thì ổng vô bạn ổng ăn nhậu, vô nhà theo chị nuôi ổng ăn nhậu đó, cái vô cái ổng nhìn ổng thấy mình ổng cũng mừng lắm, cái hỏi anh làm gì mà em điện anh mấy ông gài mà điện không được, cái ổng mới nói là mẹ không không cho qua lại nữa, rồi sao nữa? thế thì nói giờ cái duyên cái nợ của hai đứa mình đó, phải ban đầu anh đừng nói anh thương em đi, đã em đã khổ rồi mà giờ anh làm em khổ nữa làm sao em chịu nổi, cái hai đứa ôm nhau khóc Ôi. khóc đã ngơi rồi, cái ổng mới nói thôi từ đây, cái tôi nói từ đây tới cha mẹ thương anh thì thương mà lo lắng cho anh thôi, lo cho anh tiền bạc ăn uống thôi chứ còn bệnh tật ai lo, cũng em lo cho anh thôi không ai lo, cái nói gì cái hai người khóc khóc rã người, cái mới ăn nhậu tới chiều có về hai đứa không về nhà luôn, đi nhà nghỉ Ôi ngủ giời, hôm nay này ngủ mà cái ơi, thay đổi không khí đấy. cái tới Hấp chừng dẫn đấy, nghe hấp dẫn. xong hết trơn rồi cái về đâu cũng lâu, tới là cái năm đó là đi là ngay cái tháng 7 luôn, Cũng tháng 7 ngay luôn hả? ngay bữa mùng 7 tháng 7 Ồ, tháng cồn luôn. cái ổng mới điện, ổng điện nói giờ ở nhà không được nữa em ơi, ở nhà không được nữa em ơi, giờ bà chửi rồi thêm thằng Chúc chửi nữa, thôi giờ hai đứa mình đi, cái thôi anh đi trước đi, anh đi trước đi rồi em đi sau, chứ còn nếu mà hai đứa đi chung á là gia đình đuổi theo bắt đó, nói chung rồi đó bên bên em cũng không chịu Nói bây tại bây thôi tôi được giải độc á. ừ Em nghe mãi mà chưa được cái cục ấy. Chị có đó chiêu nào là này để cho ông xoắn xít cho chị không? rồi mới đi hai đứa đi nắm tay đi tới giờ luôn đó, Nắm tay thì chị phải có chiêu gì chứ. chiêu gì là chiêu gì Chị có cái cách nào không? Chị bày cho em. đó, rồi đi hai đứa thương nhau nha, đi À, chỉ có là vậy thế hả? Tình yêu rồi đơn giản á, nay đâu có gì vậy tưởng nghe đó, mãi được. rồi là đi rồi cái đi lên như này nè, rồi thất nghiệp không có làm Sao bây này giờ kia này, nọ hồi thất nghiệp thì ai cũng thất nghiệp. rồi đó là khổ sở có nhau vậy đó, Bây giờ chị còn yêu chồng không? yêu Nếu chồng chị không yêu chị thì bây giờ chị tính sao? Câu thôi chuyện cỡ này cũng lôi về hết chị lôi, nhưng mà ông nói bây giờ tôi có bồ mới rồi. Tôi quen được em gái 10 chân dài, tứ lách, 18, 19 tuổi. Tôi không yêu cô nữa, cô già. Rồi chị nói cho nói điều gì? Nghiêm túc, chị cho nói điều gì? tôi nói cỡ nào tôi cũng lôi chồng tôi Rồi tôi không về, yêu cô nữa, tôi lấy vợ khác rồi, tôi đăng ký kết hôn rồi. không có đâu Không có nhưng phải có, tới đây sẽ không có. Rồi sao? Thì nhưng mà bây giờ lấy ra chỉ nói chuyện bình thường thôi. cách là như vợ chồng thì không lẽ như nói gì giờ
Vậy là chị không có cách nào bình thường, không không có cách nào chuyên sâu đúng không? Anh chỉ em đi. Ôi giời ơi, em đang hỏi chị mà chị hỏi em thế này. Ôi Bây giờ á, là em muốn là giời. lên đây là em nhờ mấy anh Rồi bây giờ đó này là kiếm cho chồng em được em biết trở về về với em là em mang ơn nhiều rồi. hiểu bây giờ này Mà bây giờ á, em nói á, tại vì ông lánh mặt em, ông không có ra gặp đó, mặt em tức. Em nói muốn cái gì thì về nhà vợ bây giờ thế chồng này, bàn tính. bây giờ thế này, chồng chị bây giờ không xuất hiện mà chồng chị sẽ gọi điện cho anh em ở đây, Anh em bạn đó, gọi cho hai hai thằng gọi cho anh em hiệp sĩ Bình Dương, đây này em gọi em, mà nhỏ em chồng chị sẽ gọi điện cho anh em hiệp sĩ Bình Dương, à. nó là tôi, họ tên, ngày tháng, năm sinh, nguyên quán, thông báo với các anh đừng tìm tôi nữa, tôi có người yêu mới rồi, và các anh thông tin báo cho tôi biết, giúp nhắn gửi cho cô ấy hãy sống vui vẻ và hạnh phúc, đừng tìm tôi. Rồi chị làm sao? Bây giờ kêu ảnh ra gặp Thì mặt đó là em. chuyện đó, không Ừ không gặp nữa, không không, bây gặp. giờ phải ra gặp mặt em. Đấy, như trường hợp vừa rồi cũng gặp chia tay luôn. À, cháu thà gặp mặt em đi. Đấy, mới gặp chia tay em tưởng chị có cách nào chị bế anh ấy, thì em thua mày mà cũng chỉ là hai người gọi là nắm tay nhau thì anh không nắm tay được chị đã. Bây giờ nắm tay người khác rồi. Đó, như vừa rồi có một cặp chia tay nhau tại đây đúng chưa? Chị thấy em buồn không? Vừa rồi mới chia tay nhau tại đây. Chồng thì cao 1m85, hàng trai tơ trai tân, gặp gái thì đã có 2 3 đời chồng, giờ thì đời này nữa thì cũng chưa biết, nói chung là chưa biết bao giờ kết thúc, nhưng mà hôm nay chia tay rồi đó. Thế còn chị, bây giờ em hỏi chuyện nghiêm túc, tìm thì anh em sẽ có trách nhiệm giúp chị, còn về ở với chị hay không là anh em không biết, Dạ, yêu cầu gặp chồng em là được. được chưa? Dạ. Chị có mong muốn không? Muốn nhưng càng nếu sớm chồng càng tốt. nhưng nếu chồng chị mà chia tay mà về thẳng thắn nói chuyện với chị có buồn không? Chẳng thà về đi, về gặp mặt em. Không, nhưng buồn không? Chắc buồn. Khỏi này em cũng lo kéo chồng em quay lại chứ em không buông. Buông không? Trừ khi em chết em mới buông chồng em thôi, Nhưng mà còn lôi nếu lôi mà lôi gì anh bỏ chạy? không dám đâu, không có dù bỏ chạy Nửa đâu. đêm bỏ chạy. Không luôn. Yêu cầu gặp mặt em Là là chị có cách đúng không? đúng. Kỹ năng số 1 đấy. Biết rồi. Nếu mà về gặp mặt em đi, rồi là em tự Chị em là giải người quyết. phụ nữ rất tỉnh táo, nhưng hy vọng chị sẽ tỉnh táo trong cuộc tình này. Mình không nên kỳ vọng quá. Nếu kỳ vọng quá một ngày nào đó mà anh bỏ đi thật, anh dắt tay người khác chị thật mà chị nhìn thấy thì Chẳng chết. hay về đi, về gặp em đi. Rồi cái gì em tính em giải quyết cho hết tất cả. Bây giờ về gặp chị mà dắt thêm người phụ nữ nữa, chị có đồng ý không? Không. Bởi vì sao? Chị cũng chưa có đăng ký kết hôn. Ủa em không đâu, đăng ký kết hôn với anh ấy. Là chưa thành vợ chồng. Mà bao nhiêu người ở trên thế gian này biết em là vợ anh ấy. Vợ nhưng chưa đăng ký kết hôn. Đúng rồi, nhiều người mà anh, nhiều người cũng người ta Nhưng mà cũng bây sống, giờ. ta đâu có giấy kết hôn Nhưng đâu. mà bây giờ theo Ta luật. cũng vẫn sống tới già tới chết Biết. thôi, chứ Biết. đâu có gì xảy ra. Nhưng bây giờ nói theo luật. Anh ta âm thầm dắt theo một cô gái. Cầm giấy kết hôn. Đây là vợ chính thức của tôi. Còn tôi với cô hết tình cảm. Chắc chắn là buồn. Nào. Số phận mà. Chịu. Không ai mong muốn đúng không? Chẳng ai mong muốn là mình nhà đến với nhau, mình sống với nhau đến giờ phút này rất nhiều tình cảm mà giờ phút này chia tay. Em nói giờ nhắn tin với bạn của chồng em á, em nói giờ anh muốn cái gì anh về, muốn thôi muốn ở anh về anh gặp em đi, đó anh nói với em một tiếng. Chứ còn Rồi nếu anh trốn tránh em vậy hoài em bây giờ không thích. chồng chị đang xem đây, chị nói lớn tiếng, chồng chị đang xem video này, chắc chắn khẳng định với chị Chẳng chồng chị thà sẽ xem. về. Chị nói chuyện tình cảm. Anh ơi, anh còn thương yêu em giống như ngày nào. Anh hãy về với bên em. Em rất trông chờ và rất yêu thương anh. Anh đừng bỏ em. Nói lớn tiếng này, nói chuyện rõ ràng. Nói sao ngọt ngào, chồng chị nghe được, sẽ về ngay lập tức. Anh ơi về với em đi, em đợi chờ anh. Anh đi mười mấy ngày nay là em đi kiếm anh quá trời luôn rồi. Tới ngày em xuống lỗ em cũng vẫn thương anh, em cũng theo anh suốt cuộc đời này. Kiếp sau em cũng vẫn theo anh. Anh đừng có bỏ rơi em dọc đường dọc xá kiểu này, em không có đường. Đó anh á, nghe cái tin của em, nghe lời nói của em thì anh trở về đi. Trở về vợ chồng mình làm lại từ đầu. Tiền bạc bỏ hết tất cả em không cần gì hết. Chỉ là em cần anh thôi. Anh về là anh gặp em là em vui rồi, em mãn nguyện lắm rồi. Em không cần tiền bạc gì hết. Đó, nếu anh nghe được, anh trở về đi.
về về đây vợ chồng mình nắm tay đi tiếp tục sống trên đoạn đường đời này. Chừng nào em đời này á, em là nguyện là tình thương em trao cho anh hết tất cả rồi, em không còn thương ai nữa hết, em đợi chờ anh đó Gọi là quyết định thương yêu tới gọi là đến cuối cùng đời, đến đầu bạc răng long đấy. tới chết thôi, chứ Ui. không có nói là răng long đầu bạc gì hết. Nhưng mà răng chị sẽ long trước rồi đấy. Tới chết, chừng nào mà chết đó, nếu mà tôi chết trước ổng á, tôi cũng hồn tôi cũng theo ổng. À, tôi ám ông chút đời À, tôi theo ổng suốt đời, mà mà tôi nói ở kiếp nào tôi cũng theo ổng suốt đừng đời. nhưng mà đừng ám ông ấy, đừng ám ông ấy bà mà ám ông ấy làm được nhá. Hôm nay chị về đây có tha thiết mong tìm được người chồng lý tưởng này cho thầy chị không? Mong mong mà cho gặp sớm nữa. Mong gặp sớm hả? Dạ. Chắc chắn là sớm, ngày nay hoặc ngày mai. Chị nhắc lại cho em cũng như cho các cô chú chị biết là chồng chị họ tên đầy đủ là sinh ngày mấy, tháng mấy, năm mấy, quê quán ở đâu? Nguyễn Văn Sinh, năm sinh 1993. Quê quán? Cái quê quán của ổng thì không gành, mà ổng quê quán ở ở dưới nhà mình luôn á, ổng làm giấy chứng minh ở nhà mình luôn á. Ở cái gì, trời ơi mình không có nhớ, giờ đầu óc không có nhớ. Này mà em yêu chồng em á, chồng quê đâu em không biết. Dây Trời ơi ông ơi, ông làm tôi một lát tôi rối trí quá. rồi đi ai đang rồi Quê quán ở tỉnh Bạc Liêu, xóm thị nào xã Giá Gai, tỉnh Bạc Liêu. ấp mấy tổ mấy Ở tổ phường ở tổ 5. đúng Không có không? nhớ. Nếu sai là chồng người khác đấy. Khóm khóm 5 chứ, À khóm khóm 5. năm. Ừ khóm 5. Khóm 5 thị Tay em nhìn xã chung Bạc đụng đụng Liêu. mấy, tay em nhìn chung đụng đụng mấy. Tay em nhìn chung đụng đụng mấy, bình tĩnh đi. Bình tĩnh. Nha. Không. Bà muốn có chồng bè lắm thì tay bà chung đụng đụng của chú gì. Thì cái đêm nào cũng khóc, ngày khóc ngày khóc Đêm đêm nay không khóc mà cười phớ lớn lên là mai không về. Được không? luôn. Hả? Thiệt không, Thiệt. bắt tay cái Bắt luôn, tay. Bắt tay người yêu đẹp. cầu mà chồng tôi về là tôi mang ơn dữ dằn luôn. Thiệt Ôi giờ tôi nhớ chồng tôi dữ dằn luôn. giời, tôi ước gì mà nắm tay bà lần một rồi là vui lắm đấy. Giờ ao ước đó, đêm nào cũng vái cho chồng về chứ. Rồi bây giờ này, hôm nay chị về đây nhờ anh em chứng minh hình đăng tin để tìm chồng. Em thì em cảm nghĩ thế này, chồng chị tuổi đời còn quá trẻ, mà chị thì một người phụ nữ lớn tuổi trưởng trạc trưởng thành. Vì vậy em bây giờ đôi khi chồng chị mắc sai lầm hoặc chồng chị đôi khi là vướng vào một số tình yêu mới, chồng chị không dám quay về. Chị nghĩ có phải Không, này em nghĩ là chồng em chơi bời là thiếu nợ nần thôi, chứ còn cái đó thì mình không có nghĩ tới, rồi cảm ơn chị. trong đầu mình không có nghĩ tới là chồng mình nó như vậy. Hôm nay chị về đây nhờ anh em sĩ Dương ghi hình đăng tin tìm chồng. Dạ. Chị có đồng ý cho tất cả các anh em hiệp sĩ Dương để ghi hình và chia sẻ tất cả những thông tin của chị lên tất cả những trang mạng xã hội để tìm người chồng lý tưởng nào? Chấp nhận, Đồng ý không? đồng ý. Cảm ơn chị. Chúc chị luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc suốt đời nha. Dạ. Cảm ơn cuộc chia sẻ chị rất nhiều. Dạ kính thưa cô chú chị, đây là cái câu chuyện tiếp theo, một câu chuyện tình yêu không có tuổi. Rất nhiều chị gái đã quen và đã yêu nhiều người đàn ông rất nhỏ tuổi. Và hai người sống với nhau trong quãng thời gian phải nói là vô cùng rất tình cảm và hạnh phúc. Không hiểu lý do nào đó, rất nhiều người đàn ông đùng một cái một bỏ đi mất tích, bạch vuồn thì rất nhiều chị gái về đây khóc hết nước mắt, nhìn rất tội và rất thương. Có người phụ nữ thì về đây khóc. Ông ơi, ông đừng bỏ tôi, đừng đi theo bà bán hủ tiếu nữa. Ôi giời ơi. Tội nghiệp quá trời luôn. Chị xem thấy chưa? Tội quá. Rồi cảm ơn chị nha. Rồi, cảm ơn anh. Ôi giời. Rồi hôm nay sẽ tìm được chồng nha. Cảm ơn tất cả cô chú chị đã luôn luôn theo dõi ủng hộ giúp anh em trên Bình Dương để anh em trên Bình Dương ghi hình và luôn luôn chia sẻ tất cả những thông tin bổ ích vui vẻ cho tất cả cô chú chị. Xin chào và hẹn gặp lại.